Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Câu chuyện về một nữ giáo viên ở Thượng Hải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với 2,5 tỷ lượt xem trên mạng xã hội Twitter. Chỉ trong vòng 19 giờ, hashtag của câu chuyện đã đứng đầu danh sách thịnh hành trên mạng xã hội và gần 5 triệu lượt chia sẻ tính đến ngày 19 tháng 2. Vào ngày 16 tháng 2, một người đàn ông tên Vu tố cáo giáo viên tên Trương Nguyệt là vợ được pháp luật công nhận của anh ta. Cô Trương 30 tuổi xuất hiện trên WeChat ghi lại cảnh cô tán tỉnh một học sinh nam. Anh Vu tiết lộ rằng vợ anh, giáo viên hóa học tại trường trung học cơ sở số 2 Thượng Hải Đang, có mối quan hệ không lành mạnh với học sinh của cô ấy. Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô Trương và cậu thiếu niên, họ được cho là đã thảo luận về nơi họ có thể hẹn hò bí mật. Cô giáo còn gọi tên cậu bé trong tin nhắn, thề sẽ kiểm soát bản thân, cho đến khi cậu trưởng thành và hướng dẫn cậu xóa hồ sơ trò chuyện của họ để không ai phát hiện ra mối quan hệ sai trái nhà trường đã đình chỉ giáo viên Trương ngay lập tức và đang điều tra vụ việc. Luật sư Lan Thiên Bin tại công ty luật FDDS Giang Tô nói rằng giáo viên không vi phạm pháp luật nếu học sinh trên 16 tuổi. Tuy nhiên, việc giáo viên quan hệ bất chính với học sinh là trái đạo đức nghề nghiệp của mình. Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ hình thức quấy rối hoặc mối quan hệ mập mờ nào giữa giáo viên và học sinh đều là hành vi phi đạo đức và giáo viên có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất là sa thải. Cộng đồng mạng phần lớn chỉ trích cô giáo lợi dụng học trò. Một trang web chuyên về tình yêu và các mối quan hệ lãng mạn, lớp Master, khẳng định những giáo viên có mối quan hệ với học sinh đang lấy tình yêu làm cái cớ để thao túng, họ quan hệ bất chính. Mỹ nghiêm cấm quan hệ tình dục giữa giáo viên và sinh viên ngay cả ở trường đại học, nơi hầu hết sinh viên đều đã trưởng thành. Năm 2014, một nữ giáo viên ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã bị kết án 3 năm tù vì quan hệ tình dục với một học sinh cấp 2 dưới 14 tuổi. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết về câu chuyện, bao gồm các sự kiện và tình tiết quan trọng. Tóm tắt câu chuyện về giáo viên và học sinh tại Thượng Hải. Câu chuyện xoay quanh cô giáo Trương Nguyệt, một giáo viên hóa học 30 tuổi tại trường trung học cơ sở số 2 Thượng Hải. Anh chồng của cô tố cáo cô có mối quan hệ không lành mạnh với một học sinh nam. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô Trương và học sinh này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây xôn xao và tranh cãi. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết về câu chuyện này bao gồm các sự kiện và tình tiết quan trọng. Câu chuyện này đặc biệt vì nó đưa ra câu hỏi về đạo đức trong giáo dục và tác động của việc giáo viên và học sinh duy trì mối quan hệ không lành mạnh đối với cả hai bên. Phân tích góc nhìn khác nhau, góc nhìn của giáo viên trong câu chuyện này. Áp công việc, giáo viên thường đối mặt với áp lực công việc, đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Các yếu tố như quản lý lớp học, định kỳ kiểm tra và áp lực từ phụ huynh có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng và cần tìm kiếm sự thoải mái và thỏa mãn ở nơi khác cảm xúc cá nhân có thể giáo viên đang trải qua những khó khăn cá nhân như cảm giác cô đơn thiếu tình thương hoặc không hài lòng với cuộc sống hiện tại hành vi không đúng đạo đức có thể là cách họ tìm kiếm sự thoải mái tạm thời quan hệ cá nhân có thể giáo viên đang trải qua khó khăn trong mối quan hệ cá nhân và việc tìm kiếm sự thoải mái và hỗ trợ từ người khác có thể dẫn đến hành vi không đúng đạo đức tuy nhiên không có lý do nào có thể chấp nhận việc giáo viên duy trì mối quan hệ không lành mạnh với học sinh Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với học sinh là điều không thể bỏ qua. Góc nhìn của học sinh trong câu chuyện này, tác động tâm lý, học sinh có thể trải qua nhiều cảm xúc phức tạp khi bị tán tỉnh bởi giáo viên. Một số trong số chúng có thể bao gồm bối rối và lo lắng, học sinh có thể không biết phản ứng thế nào trước tình huống này. Họ có thể cảm thấy bối rối, lo lắng và không biết cách đối diện với giáo viên. Tự trách nhiệm, học sinh có thể tự trách nhiệm vì đã bị dính vào tình huống này họ có thể tự hỏi liệu họ đã làm gì sai hoặc có phải là nguyên nhân gì khiến giáo viên tán tỉnh họ. Tình cảm phức tạp, nếu học sinh có cảm tình đặc biệt với giáo viên, họ có thể cảm thấy khó xử lý tình cảm này. Họ có thể không biết cách đối diện với tình huống này một cách lành mạnh. Hậu quả, việc bị tán tỉnh bởi giáo viên có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của học sinh. Tâm lý bị ảnh hưởng, học sinh có thể trở nên căng thẳng, lo lắng và khó tập trung vào học tập tác động đến học tập và quan hệ xã hội, học sinh có thể tránh tiếp xúc với giáo viên hoặc trở nên khó chịu trong lớp học. Họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì quan hệ với bạn bè và người thân. Góc nhìn của xã hội và pháp luật trong câu chuyện này. Xã hội, cộng đồng mạng đã phản ứng mạnh mẽ với câu chuyện này. Họ bày tỏ sự phẫn nộ và lo lắng về việc giáo viên lợi dụng vị trí của mình để tán tỉnh học sinh. Câu chuyện này đặc biệt vì nó đưa ra câu hỏi về đạo đức trong giáo dục và tác động của việc giáo viên và học sinh duy trì mối quan hệ không lành mạnh đối với cả hai bên. Pháp luật, việc giáo viên duy trì mối quan hệ không lành mạnh với học sinh là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với học sinh. Luật pháp cần phải xem xét và xử lý vụ việc này một cách nghiêm túc. Giáo viên có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, bao gồm việc sa thải và truy tố hình sự chúng ta cần thảo luận và tìm hiểu thêm về cách xã hội và pháp luật đối phó với các tình huống tương tự để đảm bảo an toàn và đạo đức trong giáo dục vấn đề đạo đức trong giáo dục đạo đức là một phần quan trọng của giáo dục và hình thành nhân cách của học sinh dưới đây là một số lý do tại sao việc giáo viên và học sinh duy trì mối quan hệ không lành mạnh là vi phạm nghiêm trọng tác động đến học sinh học sinh là những người đang học hỏi và phát triển mối quan hệ không lành mạnh với giáo viên có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học tập và quan hệ xã hội của họ học sinh có thể bị áp lực lo lắng và không biết cách đối diện với tình huống này đạo đức nghề nghiệp của giáo viên giáo viên có trách nhiệm đối với học sinh họ phải tuân thủ các quy định đạo đức và luật pháp trong việc giảng dạy và tương tác với học sinh việc duy trì mối quan hệ không lành mạnh với học sinh là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho cả hai bên Vấn đề đạo đức trong giáo dục và cách hệ thống giáo dục có thể ngăn chặn và giải quyết các tình huống tương tự trong tương lai. Giáo dục về đạo đức, hệ thống giáo dục cần đặt đạo đức là một phần quan trọng của chương trình học. Giáo viên và học sinh cần được giáo dục về đạo đức, đặc biệt là về quan hệ giữa họ. Chương trình giáo dục cần phải có chương trình giáo dục về quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Học sinh cần được học về quyền và trách nhiệm của họ, cũng như cách đối diện với các tình huống không đúng đạo đức. Quản lý và giám sát, hệ thống giáo dục cần có cơ chế quản lý và giám sát để ngăn chặn và xử lý các tình huống không đúng đạo đức. Điều này bao gồm việc theo dõi quan hệ giữa giáo viên và học sinh, đào tạo cho giáo viên và học sinh về đạo đức và xử lý nghiêm khắc các vi phạm. Tạo môi trường an toàn, học sinh cần được đảm bảo môi trường học tập an toàn và không bị áp lực từ giáo viên. Giáo viên cần được hỗ trợ để duy trì đạo đức nghề nghiệp và tạo môi trường học tập lành mạnh chúng ta cần cùng nhau làm việc để xây dựng một hệ thống giáo dục đạo đức và an toàn cho tương lai hạnh phúc trong ánh mắt trong ánh mắt ấy tôi thấy hạnh phúc nhưng không phải từ những vì sao trên trời mà từ nụ cười ấm áp của em khi đôi ta bước chung trên con đường này hạnh phúc trong ánh mắt tình yêu trong lời nói chúng ta đi cùng nhau không bao giờ xa rời những kỷ niệm đẹp những giấc mơ ngọt ngào trong ánh mắt ấy tôi thấy hạnh phúc những bước chân dẫn đến những chuyến phiêu lưu những lần cười những lần khóc nhưng trong ánh mắt ấy tôi biết chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn hạnh phúc trong ánh mắt tình yêu trong lời nói chúng ta đi cùng nhau không bao giờ xa rời những kỷ niệm đẹp những giấc mơ ngọt ngào trong ánh mắt ấy tôi thấy hạnh phúc dù có sóng gió dù có mưa gió chúng ta sẽ luôn bên nhau và trong ánh mắt ấy tôi thấy hạnh phúc hạnh phúc trong ánh mắt tình yêu trong lời nói chúng ta đi cùng nhau không bao giờ xa rời những kỷ niệm đẹp những giấc mơ ngọt ngào trong ánh mắt ấy, tôi thấy hạnh phúc. Lời kết, hạnh phúc không chỉ nằm trong những vì sao trên trời mà còn trong ánh mắt của người mình yêu thương. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút like để không bỏ lỡ những video thú vị khác